chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Hôm nay thì sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một dòng xe 5 chỗ siêu thể thao siêu ngầu nha. Honda Civic phiên bản G đời 2020 các anh chị. Em này đi khoảng 45.000 km rồi, nhập Thái Lan nguyên chiếc nhé. Bên Tuyền đang bán xe này chỉ có 599 triệu thôi. Nói về Civic thì hiện tại bên Tuyền đang còn hai xe nữa các anh chị. Một chiếc bản G 2021 màu trắng nè, giá khoảng 639 triệu và một chiếc bản RS đời 2023 giá khoảng 739 triệu. Anh chị em mình có quan tâm tới hai chiếc Civic còn lại thì alo Tuyền thì gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe các anh chị ha. Em này nước sơn màu đen rất là ngầu các anh chị, và xe mới về hoàn toàn là chưa có kịp vệ sinh, chưa kịp dọn rửa gì hết là Tuyền quay lên cho các anh chị nhà mình xem luôn á. Vì cái em này khá là hot các anh chị ha. Anh chị nào mà bữa giờ có liên hệ Tuyền tìm Civic mà lanh hoanh 600 chốt ngay em này đi các anh chị, và nhanh tay liên hệ Tuyền chốt sớm ha. Dự kiến em này bán rất là nhanh các anh chị. Biển Sài Gòn bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, hỗ trợ các anh chị nhà mình trả góp lên đến 70% nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo thì không có bị trầy xước gì hết các anh chị, đèn còn trong đẹp ha. Đó, phần cản Tuyền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết, chỉ có hơi bụi chút xíu thôi các anh chị. Đây, bộ nối cản nè các anh chị, khá đẹp ha, lớp độ gây gió rất là sâu nha. Mâm ở đây thì Tuyền thấy không có bị trầy xước các anh chị, mâm đẹp ha. Rồi, đăng kiểm đường bộ thì còn tới tháng 6/2026 vô tư xài cho các anh chị ha. Dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa mạ rơm, có nút mở cửa một chạm. Cái này là keo nè các anh chị. Anh chủ trước thì có dán cái vè che mưa, nhưng mà xấu quá nên Tuyền gỡ ra, chưa kịp vệ sinh nên còn dính keo các anh chị ha. Chút xíu nữa Tuyền sẽ cho vệ sinh, bóng loáng lên liền các anh chị ha. Rồi, bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước, móp méo gì hết. Đèn hậu phía sau thì còn đẹp nè. Đuôi lướt gió, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ nha. Anh chủ có lên cho mình hai cái đèn xương cá phía sau nữa các anh chị, khá là thể thao ha. Đó, rồi ok, mở cốp cho các anh chị nhà mình xem. Em này hạng C, cốp rộng lắm các anh chị. Đây, anh chủ rất là kỹ nha, lót cho mình mấy cái lớp như thế này luôn á. Đây, lớp dự phòng, con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị ha. Tất cả xe bên Tuyền khi mà bán ra luôn cam kết với các anh chị nhà mình sẽ không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Em này ghế da các anh chị, tông màu đen căng đẹp ha. Ghế lái chỉnh điện nè, sàn là lót 5D cho mình rồi nha. Trần 5D luôn, có cân bằng điện tử. Vô lăng bọc da rất là đẹp các anh chị ha. Logo còn mới nha. Đàm thoại rảnh tay rui control lẫy chuyển số trên vô lăng. Đi 45.000 km các anh chị ha. Và em này là full lịch sử hãng nha. Hẹn mình là 49.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa, hoặc là tháng 1/2025. Đó, mua những chiếc xe full lịch sử như thế này phải nói cực kỳ yên tâm ha. Màn hình zin theo xe, dàn lạnh tự động, cần số nè, phanh tay điện tử Rush House Econ, tiết kiệm nhiên liệu các anh chị. Trần sạch sẽ ha, trần 5D. Rồi, bây giờ mình tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé. Tôi sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Nếu các anh chị đã ưng, đã chấm một chiếc xe nào đó của bên Tuyền rồi thì nhanh tay liên hệ Tuyền chuyển khoản đặt cọc trước đi các anh chị, rồi mình lên mình xem xe sau ha. Vì xe bên Tuyền bán xe ra có cam kết, có bảo hành bằng văn bản rõ ràng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đấy, bên Tuyền thì nói không với xe lỗi các anh chị. Có thở thầy mình cứ dẫn tới kiểm tra xe trực tiếp thoải mái ha. Còn muốn chắc thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị nha. Rồi, tôi nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Honda Civic phiên bản G đời 2020, nhập Thái Lan nguyên chiếc, đi 45.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 599 triệu. Và giá ra Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc lá nữa khi mà đến xem xe trực tiếp. Anh chị nào thích chiếc này nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha. Nếu đã ưng rồi thì có thể là liên hệ Tuyền đi chuyển khoản đặt cọc trước giữ xe, rồi nay mai mình lên mình xem xe. Lên xem xe cứ đi test hạng thoải mái. Nếu mà
không đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết, Tuyền sẽ hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn cả những cái chi phí tết hạn đó, đó là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn được nữa, Tuyền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn nhé. Và hiện tại thì phân khúc hạng C thì bên Tuyền cũng còn khá là nhiều xe các anh chị, có Mazda 3 nè, có Kia Cerato, có Kia K3 nữa các anh chị ha, có cả Hyundai Elantra nữa. Những chiếc xe giá mềm mềm thì Tuyền còn như là Kia Morning, Honda Civic hay là Accent số sàn. Đấy, rất là nhiều xe gầm cao Tuyền cũng có luôn. Ở nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì nhớ alo Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.